Bài thơ "Chúng tôi đi bốc mộ ở Trường Sơn" của Nguyễn Hồng Hà là một trong những bài thơ hay nhất trong năm 1978 do báo Nhân dân tuyển chọn. Ngay lập tức, nó đi vào sổ tay thơ của Triệu Lam Châu. Sau 2 năm trời ấp ủ bài thơ ấy trong lòng, giờ phút xuất thần đã đến với anh vào một buổi chiều đông năm 1980. Triệu Lam Châu phổ được nhạc cho bài thơ với một giai điệu thiết tha, thành kính và bi tráng. Triệu Lam Châu thổ lộ rằng, với tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ, anh vừa phổ nhạc cho bài thơ ấy, vừa khóc. Nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần trình bày bài hát này. Chẳng xa đâu, đoạn dốc cuối con đường lịch sử, đã có mẹ già và em đứng đợi. Chúng tôi đi, lối đã bằng rồi. Đưa các anh về dưới đó cũng có đồi, có làng vẽ chim vườn hoa lá, vang tiếng bước chân và muôn tiếng song. Lối đã thông dòng, xin đưa các anh lên đường xe sớm. Đêm vụ thiên cho ngày dòng đến, các quê hương đã giải phóng rồi. Các anh về không ở Trường Sơn, chỉ có chúng tôi rồi đây trở lại. Mẹ đã đưa hạt để gieo vai, ngày về mang quà viếng các anh. Lòng mẹ bốn mùa trên mộ các anh, có đĩa quà mẹ hát ở Trường Sơn. Trường Sơn bốc mộ, hoa cánh trắng giật tay vào núi cũ, chim gọi tên đồng đội khắp rừng già. Có nghe chăng đồng đội thân yêu, chúng tôi đi từ bờ biển sang nơi mặt trời mọc lên. Dưới đó chẳng xa đâu, đoạn dốc cuối con đường lịch sử, đã có mẹ già và em đứng đợi. Chúng tôi đi, lối đã bằng rồi.
dưới đó cũng có đồi, có làng ve chim vườn hoa lá, vang tiếng bước chân và muôn tiếng song. Các anh lên đường xe sớm, đêm phủ biến cho ngày rộng lên, khắp quê hương đã giải phóng rồi. Các anh về không ngờ Trường Sơn chỉ có chúng tôi rồi đây trở lại. Mẹ đã đưa hạt cây gieo vai để ngày về mang quà viếng các anh. Lòng mẹ bốn mùa trên mộ các anh có đĩa quà mẹ hát ở Trường Sơn. Quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, chặt tay của xâm lược,
trong những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt, nhiều đồng bào chiến sĩ đã ngã xuống hoặc đổ máu trên các chiến trường. Theo lời kêu gọi của Đảng, của Chính phủ, của Bác Hồ, của bản kính yêu, kế thừa truyền thống nhân ái thủy chung của dân tộc, nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu của mình cho các chiến sĩ và đồng bào đã vì sự nghiệp độc lập tự do của châu Âu. Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm đỏ lá cờ cách mạng Việt Nam